Con ốc ở dưới đây nha bạn. Thì sau khi mà siết ốc dưới đây các bạn sẽ cho con này nó lắc xơi xuống dưới đây nè ha. Lắc xơi xuống. Rồi. Một con ở dưới là con 14 nha bạn, con ở trên là con 12. Một con ở dưới là chịu lại rồi cái mình siết lên. Đó. Và các bạn lưu ý nha, khi mà các bạn đi trùng á. Xin chào tất cả mọi người nha, quay trở lại với kênh Mạnh Mê Xe. Thì video ngày hôm nay Hoàng Mạnh sẽ hướng dẫn các bạn tăng chỉnh con để khi mà xe các bạn bị trùng các bạn có thể tăng chỉnh tại nhà bất cứ lúc nào cũng được luôn nha. Không nhất thiết là phải mang đi ra ngoài tiệm sửa xe hay là mang ra ngoài cửa hàng ha. Nếu mà chỉ bị trường hợp là trùng con thôi. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem, đầu tiên là các bạn có thể thấy là cái xe này á là cái tay con nó rất là trùng nè các bạn. Các bạn không? Thấy cái đó thấy không? Cái độ gơ nó rất là nhiều luôn nè các bạn. Đó. Thì mình tăng làm sao để cho nó đúng với tình trạng là như ban đầu, đúng với zin nha các bạn. Thì zin của nó sẽ như thế này, cam gamen quýnh qua đây cho các bạn xem. Zin thì nó sẽ như này vậy nè các bạn. Nó sẽ có độ gơ nhẹ một xíu thôi, các bạn lấy cái ngón tay các bạn thử ha. Nó sẽ có độ gơ nhẹ một xíu thôi, đó. Còn cái này là sau khi các bạn đi một thời gian, thường cái xe của các bạn nó trùng rất là nhiều ha. Đó các bạn thấy không, giật vô nè, giật một khúc luôn. Đó, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tăng chỉnh con rất là dễ dàng nha. Thì trên con xe Winner này á, cái đồ tăng chỉnh của nó thì nó nằm bên phía cái lốc nồi các bạn. Đó, phía bên tay phải à, phía bên tay phải khi mà các bạn ngồi lên xe ha. Thì sau khi mà các bạn tăng chỉnh thì các bạn chuẩn bị cho mình á là hai cái chìa khóa ha, một cái chìa khóa 12 và một cái chìa khóa 14 nha, để mình lắc xơi hai con ốc bên đây nè. Đó. Thì bây giờ mình sẽ xả hai con ốc này ra nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Mình sẽ xả hai con ốc này ra. Xong rồi mình sẽ tăng cái này lên nha. Mình sẽ lấy cái tay nè, mình đưa cái này lên, đó, mình xoay con tán này vô để cho cái cần này nó kéo lên nè bạn, đó, mình xoay là, đó, mình xoay xuống nè bạn, đó, thì lúc này là cái cần của mình nó đang được kéo lên rồi thì cái con của mình nó sẽ căng ra từ từ ha, thì lúc mà các bạn tăng xong á thì các bạn sẽ thử coi ở trên bóp nó ok chưa, thử ở trên cái, rồi lúc này là mình thử là cảm giác nó sẽ hơi căng nha bạn, hơi căng nha, đó, các bạn sẽ xả ra xíu. Thì mình sẽ xả con tán này ra xíu nha bạn. Nếu mà trường hợp các bạn mà tăng mà căng quá đó, nó ảnh hưởng đến cái xe của mình. Thứ nhất á là chạy nó nhanh bị cháy bố nồi nè. Cái thứ hai là chạy nó rất là nhanh bị nóng máy các bạn. Nên tăng con á thì mình phải biết cách để mình tăng nha. Rồi mình xả ra xong rồi cái mình thử lại nha các bạn. Mình thử đi nó vừa chưa. Rồi nó có độ gơ nè các bạn. Các bạn thấy không nè, một ngón tay nè các bạn thấy không. Nó có độ gơ rồi nè. Thì lúc này mình đã kiểm tra thì nó thấy nó vừa phải với cái vừa tay của mình rồi. Thì lúc này thì mình sẽ siết lại con ốc ở dưới đây nha bạn. Thì sau khi mà siết ốc dưới đây các bạn sẽ cho con này nó lắc xơi xuống dưới đây nè ha. Lắc xơi xuống. Rồi. Một con ở dưới là con 14 nha bạn, con ở trên là con 12. Một con ở dưới là chịu lại rồi cái mình siết lên. Đó. Và các bạn lưu ý nha, khi mà các bạn đi trùng á, cái xe mà trùng con các bạn đi nó rất là khó chịu. Lúc mà các bạn vô số 1 rồi á, vừa mới buông con ra thôi là nó tắt máy, vừa mới buông con ra nhẹ thôi nó tắt máy. Đó, cảm giác này nó rất là khó chịu ha. Rồi sau khi các bạn lắc xơi nó cứng lại rồi thì không thể nào mà nó trượt ra được các bạn ha. Không thể nào mà nó trượt ra. Và mình thử lại một lần nữa ha. Thì lúc này á, là cảm giác á, là nó đã ok và ngon lành hết rồi bạn. Rồi vậy là thành công rồi nha bạn. Thì các bạn lưu ý nha. Thì mình đi tầm khoảng thường á, mà nó trùng con thì mình thấy là tầm khoảng từ 5 đến 10 ngàn thì nó có độ trùng của con thôi. Còn đi nếu mà vài trăm cây ít khi nào bị trùng lắm bạn. Đó. Thì đây là cách tăng con cực kỳ là dễ dàng cho các bạn tăng con tại nhà trên con xe Winner này nha. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của Mạnh ha. Cho Mạnh xin một like và một lượt đăng ký với nha. Bye bye.